Xin chào các bạn và chào mừng đến với kênh Holic Audio Holic sách nói. Trong video này, chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi bộ truyện Hắc Bang, Đạo tình của tác giả Trung Ngọc. Kênh chúng mình vẫn còn nhiều thiếu sót, rất mong các bạn hoan hỉ bỏ qua và chúng mình trân trọng cảm ơn nếu nhận được bình luận góp ý của các bạn để phát triển kênh. Không làm mất thời gian mọi người, hãy cùng nhau khám phá câu chuyện thú vị này nhé. Chương 41, đen ăn đen. Ly Tâm ấn nút copy, cóp lại đoạn băng vừa rồi để đưa cho Tề Mặc xem. Tề Mặc mà chứng kiến cảnh này, đám người của Phong gia đừng hỏng bảo toàn mạng sống. Mặc dù Phong Tế khá rẻ chừng Tề Mặc nhưng có đoạn băng này, Tề Mặc sẽ có thể quang minh chính đại chiếm địa bàn của Phong Tế. Đến lúc đó, Lam Bang chỉ còn biết chống mắt nhìn miếng mồi rơi vào tay Tề Mặc. Ly Tâm ngồi yên lặng quan sát màn hình camera. Phòng tra tấn tối om không thấy có bất cứ động tĩnh nào. Ly Tâm đoán những người ở bên trong biết căn phòng có gắn tia hồng ngoại, không may chạm vào là đi đời ngay. Vì vậy hiện tại, Ly Tâm không cần lo đến sự an toàn của cô gái bị hành hạ. Cô nên đi tìm tề mặc trước. Ly Tâm vừa theo dõi vừa suy tính nhưng vẫn chưa nghĩ ra cách báo động cho tề mặc. Màn hình 6 tính đột nhiên rung nhẹ. Ly Tâm liền tập trung tinh thần cao độ, phát hiện có cao thủ xâm nhập vào hệ thống. Nếu không phải làm nghề của Ly Tâm, sẽ không ai phát hiện màn hình đã bị định cách phát đi phát lại hình ảnh cũ. Gặp đúng đối thủ rồi, hôm nay quả là thú vị Ly Tâm nghĩ thầm. Ly Tâm liền múa hai bàn tay trên bàn phím. Xâm nhập và chống xâm nhập, cao thủ và cao thủ giao đấu chỉ tính trong một khoảng thời gian một vài giây màn hình hơi nhấp nháy rồi khôi phục lại hình ảnh chân thực thu được từ các camera ly tâm mỉm cười xâm nhập hệ thống là sở trường của cô chống xâm nhập cũng là sở trường của cô ly tâm thao tác khôi phục hình ảnh nhanh như chớp đối phương không thể phát giác nhìn cảnh tượng trên màn hình sau khi hệ thống được khôi phục ly tâm bất giác cười gượng tề mặc quả nhiên không phải người tầm thường thuộc hạ của hắn từ các ngả lặng lẽ xâm nhập vào tòa nhà một cách nhanh chóng mà không bị phát giác. Ly Tâm nhìn thấy xung quanh tòa nhà toàn là người của tề mặc. Thuộc hạ của phong tế bị tiêu diệt sạch sẽ trong nháy mắt. Đây là lần đầu tiên Ly Tâm tận mắt chứng kiến cảnh đen ăn đen, xã hội đen tiêu diệt lẫn nhau, có vẻ không gai cấn như trong phim ảnh. Ly Tâm chăm chú theo dõi cảnh đen ăn đen, đầu óc cô mải tập trung vào hình ảnh hạ thủ đối phương mà quên mất chuyện cô cần phải làm gì vào lúc này. Màn hình camera chuyển đến căn phòng của tề mặc, trong phòng không một bóng người. Ly tâm giật mình, không biết đám tề mặc biến đi đâu rồi. Cô vội chuyển sang camera khác, thấy đám tề mặc xuất hiện ở tầng 2. Tề mặc lạnh lùng vô cảm bước đi rất nhanh, phong tế gượng gạo đi theo sau. Ly tâm biết là đã có người thông báo với tề mặc, bây giờ là lúc hắn nên rời khỏi nơi này. Ly Tâm không còn thời gian bận tâm đến chuyện tại sao Tề mặc lại động thủ ở đây, có lý do chính đáng nào hay không? Cô chỉ biết nếu cô ở lại đây, người của Tề mặc không quen cô sẽ cho cô đi gặp tổ tông mất. Nghĩ đến điều này, Ly Tâm lập tức rút cuộn băng vừa copy, nhanh chóng đi về phía phòng tra tấn. Cô gái đó không đáng chết. Đứng trước phòng tra tấn, Ly Tâm đeo cặp kính chuyên dùng trong phòng tối có tia hồng ngoại, lách người qua khe cửa vào trong. Đám đàn ông ở trong phòng tuy không thể động đẩy nhưng chúng vẫn có thể nổ súng bình thường. Ly Tâm đeo cặp kính nên nhìn thấy rõ mồn một. Có người đàn ông và đàn bà vẫn giữ nguyên tư thế mờ ám, khiến Ly Tâm thật sự không biết nói gì. Mẹ nó, chuyện này là thế nào? Sao tự nhiên lại cúp điện nhỉ? Không biết, về lý mà nói không thể mất điện lâu như vậy lẽ nào xảy ra chuyện gì rồi tế lão đại không phải hạng người tầm thường đâu xít nếu tao biết ai giờ trò tao sẽ giết nó ngay lập tức lão tam mày hãy đi thu đồ đi đợi ra khỏi nơi này tao sẽ ném vài cái vào tề ra cho chúng nó chết hết mẹ nó chứ ức hiếp người quá đáng bọn nó chẳng coi lão đại của chúng ta ra gì trong cái hộp để góc trái phòng phải không đúng đấy cho chúng nó chết hết đi ly tâm vừa đi đến bên cô gái bị gãy tay đột nhiên nghe được cuộc nói chuyện trên cô hiếu kỳ mò sang bên đó bàn tay thần trộm của ly tâm dường như mới chỉ lướt qua chiếc hộp đã mở nắp ly tâm thò tay vào cầm ra xem cô liền giật mình bên trong là mười mấy cái cúc tròn thứ công nghệ cao đánh sụp cả tòa nhà kính trong biển hoa anh túc lần trước Lý Tâm chửi thầm trong lòng, chút hết đống cúc vào trong túi áo. Ai, ai ở nơi đó, ra đây ngay! Người trong phòng nghe thấy tiếng động khẽ, lập tức quát hỏi. Lý Tâm không thèm để ý đến đám người không thể nhúc nhích kia. Cô lộn một vòng qua tia hồng ngoại về chỗ người phụ nữ gãy tay đang bị ngất, nhẹ nhàng kéo cô ta ra khe cửa. Bên ngoài yên tĩnh lạ thường. Lý Tâm biết đây là điểm báo trước một cơn phong ba bão táp. Ly Tâm nhanh chóng kéo cô gái bất tỉnh về đằng sau lưu cư. Thời gian là tiền bạc, nếu tề mặc biết cô tự ý giúp đỡ người hắn không thích, không biết hắn sẽ hành hạ cô như thế nào. Để cô gái bất tỉnh vào nơi tương đối an toàn, Ly Tâm lập tức phi người về phía cửa lớn đại sảnh. Tề mặc là người cô không thể đắc tội. Lúc này, tề mặc đang từ bên trong đi ra ngoài. Mãi không thấy bóng dáng Ly Tâm, gương mặt hắn tối sầm hắn còn chưa động thủ, phong tế tuyệt đối không dám động đến người của hắn. Tề mặc đoán ly tâm không phải bỏ hắn mà đi. Người đàn bà này rốt cuộc chui vào xó xình nào rồi? Tề lão đại, chúng tôi có chuyện muốn nói. Tề lão đại xem. Không cần. Tề mặc phất tay cắt ngang lời phong tế. Nói chuyện ư, hắn không đủ kiên nhẫn dài dòng với ông ta. Nếu hôm nay không phải vì mục đích chiếm địa bàn, dựa vào ông ta có thể mời hắn dự tiệc, thật là chuyện nực cười. Tề mặc đứng ở ngoài cửa lớn, thần sắc càng lạnh lùng. Hắn sẽ cho ly tâm 20 giây. Nếu cô ta vẫn không xuất hiện thì đừng trách hắn không khách khí. 20 giây sau, tề mặc không nói một tiếng nào bước lên xe. Đám thuộc hạ của hắn vào vị trí chuẩn bị sẵn sàng. Hắn đã cho ly tâm thời gian mà cô dám dở trò với hắn tốt nhất cô nên có bản lĩnh thoát thân, hắn không cần người vô dụng. Chiếc xe từ từ lăn bánh đột nhiên phanh gấp, Ly Tâm xông ra ngay trước đầu mũi xe của Tề Mặc. Cô thở hổn hển đến mức không nói lên lời. Cô cố chạy thật nhanh đến đây. Nguy hiểm quá, nếu Ly Tâm muộn một chút, nơi này có thể trở thành bãi chiến trường. Ly Tâm vẫn chưa sống đủ, cô không muốn chết sớm như vậy. Tề Mặc nhìn Ly Tâm bằng ánh mắt không hài lòng trong lúc khẩn cấp như thế này, chậm một phút là thêm tầng tầng lớp lớp phiền phức. Đúng rồi, không phải nguy hiểm mà là phiền phức. Tề mặc không sợ bất cứ sự nguy hiểm nào. Chỉ là đối với những việc còn con, hắn cảm thấy vô cùng phiền phức. Tề mặc dịch mông vào trong để nhường chỗ cho ly tâm. Ly tâm liền nhào vào trong xe. Cùng lúc đó, hai người đàn ông ở phòng giám sát camera bị ly tâm đánh ngất cũng vừa tỉnh lại, hoảng hốt hét lớn vào bộ đàm tề gia xâm nhập, tề ra ăn cắp tài liệu. Tiếng nói của họ được truyền đi qua loa phát thanh, khiến người của phong tế ở mọi góc đều nghe thấy rõ mồn một. chương 42, Thoát thân Ly tâm lao vào người tề mặc hét lớn, lái xe đi. Từ trước đến nay cô luôn tính toán chuẩn xác thời gian khi đánh gục người khác. Hôm nay ra tay với hai người đàn ông ở phòng theo dõi camera cũng không ngoại lệ. Bây giờ là lúc họ tỉnh lại, vì vậy ly tâm muốn giữ bình tĩnh cũng không được. Cửa xe vừa đóng, Hồng ưng đứng ngoài nghe thấy tiếng người đàn ông hét qua loa phát thanh. Anh ta vừa lên xe vừa dơ ra hiệu. Ánh chớp lửa lóe lên trong chốc lát. Người của tề mặc và thuộc hạ của phong tế đồng thời nổ súng. Phong tế vẫn còn đứng ở cửa lúc này mới có phản ứng, nụ cười giả dối trên môi ông ta tắt ngấm. Phong tế rút súng hết lớn với tề mặc, tề mặc, anh giỏi lắm làm bang sẽ không tha cho anh phong tế còn chưa kịp nổ súng hoàng ưng rút súng nhanh như tia chớp bắn về phía phong tế khiến ông ta im bặt súng nổ ở khắp mọi nơi ly tâm tựa người vào tề mặc nghe tiếng súng ở bên ngoài cô cảm thấy trong người rất khó chịu bây giờ tự nhiên ly tâm nhạy cảm với tiếng súng cứ nghe thấy là ngực cô đau nhức vết thương của cô quả thực chưa khỏi hoàn toàn ly tâm hét lớn lái xe đi nghe rõ chưa sao vẫn còn chưa nổ máy mẹ kiếp xe bị nổ lốp rồi cô rốt cuộc đã gây ra chuyện gì hả hồng ưng nghiến răng kèn kẹt việc ly tâm mất dạng và người của phong tế báo động qua loa phát thanh đã làm hỏng kế hoạch của bọn họ cô nàng ly tâm này không biết lại giờ trò gì hồng ưng là người thay ly tâm lái xe vào lúc này lái xe bốn bánh đối với anh ta không thành vấn đề nhưng ba bánh thì hơi khó hồng ưng liền né người sang hoàng ưng ngồi bên cạnh cất giọng lạnh lùng cô lái đi hoàng ưng đồng thời nổ súng ra bên ngoài để tạo đường thoát thân xít tránh ra ly tâm chửi thề một câu rồi từ đùi tề mặc lấy đà dướn người nhảy vào ghế đằng trước còn chưa kịp đặt mông xuống ghế cô đạp vội vào bộ ly hợp hồng ưng nhảy ra đằng sau ngồi xuống bên cạnh tề mặc ly tâm nhấn ga bắt đầu thể hiện bản lĩnh của vua tốc độ Cô rồ ga hết cỡ, tay nắm chặt bàn lái, ba bánh xe quay điên cuồng. Chiếc xe Cadillac vừa to vừa nặng. Mặc dù vậy, Ly Tâm điều chỉnh trọng lực chiếc xe dồn về bên phải, vận dụng kỹ thuật di chuyển, tiếp lực, xe chỉ dùng ba bánh vẫn có thể lao nhanh về phía trước. Hồng ưng và Hoàng ưng không khỏi trầm trò tán thưởng, kỹ thuật giỏi quá. Ly Tâm đáp lạnh lùng, phí lời. Các anh không biết năm đó tôi luyện tập thế nào đâu chiếc xe cadillac dần rời khỏi khu vực đạn lửa nguy hiểm ba người thở phào nhẹ nhõm tôi không biết cô tập luyện thế nào tôi cũng không muốn biết cô luyện tập kiểu gì tôi chỉ biết mộc ly tâm cô đã chống lại mệnh lệnh của tôi một giọng nói tức giận vang lên ở phía sau ly tâm bỗng chốc thấy đầu óc quay cuồng tề lão đại chuyện đó âm um, ly tâm chưa nói dứt câu khu lưu cư ở phía sau vọng đến đến nổ rất lớn khỏi lửa bốc đầy trời. Ly tâm cứng lưỡi, vụ nổ này quá sức tưởng tượng của cô. Không biết tề mặc dùng thứ gì mà trắng trợn như vậy. Lúc này, chiếc Cadillac của tề mặc chính thức hỏng hẳn. Ly tâm lái xe ba bánh đi đến tận đây là giỏi lắm rồi. Trước kia, cô chưa từng lái xe ô tô ba bánh bao giờ. Nhưng vì sinh tồn, vì muốn thoát thân, chưa thử cũng phải lái. Còn bây giờ, cô đạp ga kiểu gì chiếc xe cũng không nhúc nhích. Ly tâm buông thõng tay, quay người nhìn tề mặc, tôi hết cách rồi. Xe hỏng cô làm thế nào được, cô có phải là thần thánh đâu. Tề mặc còn chưa lên tiếng, một chiếc Ferrari phóng như bay đến. Ly tâm nhìn thấy người lái xe là lập hộ, cô liền quên phát tề mặc, mở cửa xuống xe đi nhanh đến chiếc Ferrari. Lập hộ cười híp mắt với ly tâm, cô muốn chết hả? ly tâm lập tức nhớ ra tề mặc vẫn còn ngồi trên chiếc xe hỏng chỉ vì lo thoát thân mà cô quên bánh mất ông chủ trời ạ à, có phải cô muốn chết đến mức hồ đồ rồi không đầu óc ly tâm chưa kịp nghĩ ngợi chân tay cô phản ứng cực nhanh cô bay người về chiếc xe hỏng mở cửa cho tề mặc đối diện với gương mặt vô cùng khó coi của tề mặc ly tâm chỉ còn biết cười hì hì rất tốt Tề Mặc cất giọng lạnh lùng pha lẫn nộ khí, khiến Ly Tâm thấy lạnh toát sống lưng. Cô liền nắm lấy cánh tay Tề Mặc, đỡ hắn bước xuống xe. Ly Tâm cười giả lả, "Là lỗi của tôi, lỗi của tôi." Nhìn gương mặt tươi cười lấy lòng của Ly Tâm, Tề Mặc hắng giọng, "Cô sai ở điểm nào?" Ly Tâm cười nói, "Tôi quên mất mọi việc cũng phải lão đại là trên hết." vừa nói cô vừa bám chặt cánh tay Tề Mặc đi về chiếc Ferrari của Lập Hộ. Mới đi hai bước, Ly Tâm đột nhiên nhớ ra Tề Mặc không đụng chạm đàn bà. Cô lập tức buông tay, nhìn Tề Mặc bằng ánh mắt khó hiểu. Tề Mặc ngồi lên xe Ferrari, đưa tay nắm chặt cánh tay Ly Tâm rồi kéo mạnh vào trong xe. Ly Tâm bị bàn tay cứng như thép của Tề Mặc lôi vào trong xe, quỳ dưới chân hắn. Vừa rồi ngực cô chạm mạnh vào đầu gối Tề Mặc nên bắt đầu đau nhức. Tuy nhiên, Ly Tâm hoảng đến mức không dám động đậy. Tề Mặc không lên tiếng, Ly Tâm cũng không dám mở miệng. Cô quỳ úp người vào đùi Tề Mặc, cảm thấy bàn tay Tề Mặc đang giữ chặt lưng cô vuốt từ từ lên phía cổ. Bàn tay hắn không phải dịu dàng, cũng không tàn nhẫn mà toát ra mùi nguy hiểm, đến mức Ly Tâm có cảm giác dựng tóc gáy. Ly Tâm hiểu rõ Tề mặc bắt cô tự nhận lỗi, cơ hội chỉ có một lần. Tề mặc có thể cho cô một cơ hội, ly tâm không biết nên tỏ ra biết ơn hắn hay bộ dạng nào khác. Tề lão đại, chuyện là thế này, tôi không phải không nghe lệnh anh, mà tôi đi tìm chứng cứ giúp anh. Anh động đến địa bàn của Lam Bang, thì khó ăn nói với giới hắc đảo. Tuy anh không sợ, nhưng phá bỏ quy tắc thì không hay lắm, đây là tôi nghĩ cho anh mà thôi. Chương 43, thẩm vấn. Ly tâm than thầm trong lòng, đúng là không gì có thể che giấu tề mặc. Tuy nhiên từ trước đến nay, sở trường của cô là hóa nặng thành nhẹ, hóa nhẹ thành không. Tề mặc hừ một tiếng, vặn mạnh cổ tay ly tâm, khiến cô đau điếng người. Trên tay cô là chiếc áo của hắn, vệt máu đỏ nổi rõ trên áo. Ly tâm khóc thầm, là máu của người phụ nữ cô cứu ra từ phòng tra tấn. Vừa rồi do vội quá nên Ly Tâm quên mất. Gương mặt Tề Mặc càng lạnh lẽo, ánh mắt sắc bén của hắn muốn xuyên thủng người Ly Tâm. Từ trước đến nay chưa từng có tiền lệ người nói dối tôi bảo toàn mạng sống. Nghe giọng nói đầy nguy hiểm của Tề Mặc, cổ tay lại bị hắn vặn mạnh đến mức sắp gãy rời. Ly Tâm biết cô đã phạm phải kỵ húy của Tề Mặc. Sát khí tỏa ra từ người hắn khiến Ly Tâm không thở nổi, cô vội vàng hét lớn, "Tôi không nói dối anh." Thật đấy? Á. Sắc mặt của Tề Mặc ngày càng khó coi. Hắn bẻ hai tay Ly Tâm ra đằng sau, giọng nói đầy tức giận, "Tôi hỏi một lần nữa." Ly Tâm đau đến mức nước mắt trào ra. Cô thở dốc, "Đừng vặn nữa, đừng vặn nữa. Tay tôi gãy rồi." Cô còn không nói thật. Lão đại ghét nhất là bị lừa dối. Nếu cô muốn sống thì mau khai ra ban nãy cô đi đâu làm gì. Qua kính chiếu hậu, hoàng ưng nhìn thấy gương mặt đầy nộ khí của tề mặc và tiếng kêu đau đớn của ly tâm anh ta không đành lòng nói cho ly tâm biết nguyên nhân tề mặc giận dữ tề mặc cất giọng lạnh lùng ai cho chú nhiều lời hoàng ưng vội giải thích tôi nghe giọng cô ấy lạc hẳn đi cô ấy còn đang bị thương không chịu nổi sức mạnh của lão đại xin lão đại hãy để cô ta nói xem rốt cuộc cô ta đi đâu nếu cô ta thật sự làm chuyện có lỗi với chúng ta lão đại đến lúc đó không cần lão đại ra tay hoàng ưng tôi cũng sẽ không tha cho cô ta lập hộ mở miệng còn không mau nói cô thật sự muốn chọc tức lão đại phải không sự thực thế nào thì nói như thế chúng tôi có ăn thịt cô đâu bọn họ biết ly tâm sẽ không làm chuyện có lỗi với bọn họ tin chắc tề mặc hiểu rõ điều đó hơn ai hết nếu không lão đại đã giết cô từ lâu lời nói dối của ly tâm không thể qua mắt bất cứ ai trên đời này Tề Mặc lại ghét nhất người nào nói dối hắn. Làm sai thì nhận lỗi, đáng bị phạt thì chịu phạt, Tề gia có quy tắc của Tề gia, Tề Mặc tuyệt đối không tàn nhẫn với người của hắn. Tuy nhiên nếu có kẻ dám lừa dối hắn, thì người đó chỉ còn con đường chết. Bây giờ Tề Mặc còn chưa ra tay với Ly Tâm, chứng tỏ hắn đã đặc biệt nể tình. Ly Tâm còn không khai ra sự thật thì không người nào ở đây có thể cứu cô thoát chết tề mặc im lặng giật mạnh hai tay ly tâm đang bị hắn giữ chặt ở đằng sau có nói không tôi nói tôi nói ly tâm dù ngốc đến mấy cũng không thể không hiểu ý của hoàng ưng và lập hộ nguyên nhân khiến tề mặc giận dữ chỉ là do cô không chịu nói thật ly tâm quyết định khai hết mọi chuyện trên thực tế ly tâm nghĩ việc cô làm không phải quá nghiêm trọng chỉ có điều ly tâm không ngờ tề mặc lại có phản ứng mạnh như vậy mau nói thấy ly tâm ngoan ngoãn nghe lời tề mặc hơi buông lòng bàn tay giữ ly tâm người phụ nữ đó không đáng chết cô ta có gây hại gì đến anh đâu anh có thể nhẫn tâm nhìn cô ấy bị giết còn tôi thì không thể ly tâm cắn môi nói nhỏ tề mặc nghe xong hơi cau mày buông hai tay ly tâm đỡ cô quay người lại nhìn vẻ mặt trắng bệch đau đớn của cô hắn lên tiếng hỏi cô dám làm trái mệnh lệnh của tôi chỉ vì một người phụ nữ. Ly Tâm ngồi lên đùi tề mặc, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt hắn, đó là sinh mạng anh hiểu không? Mạng của anh đáng giá, của người khác cũng đáng giá. Nếu tội không đáng chết, tôi không gặp thì thôi, một khi gặp sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Ly Tâm bị bỏ rơi từ nhỏ nên cô biết mạng sống rất đáng quý, cần phải biết trân trọng sinh mạng của mình và của người khác. Hành nghề ăn trộm bao nhiêu năm nay nhưng Ly Tâm chưa từng giết người. Đua xe nhiều năm, cô cũng chưa từng khiến ai thiệt mạng. Tuy nhiên đối với những kẻ đáng chết, Ly Tâm tàn nhẫn hơn ai hết. Đừng nói là đồng tình, đến nhìn cô cũng chẳng thèm nhìn nửa mắt. Tề Mặc thấy Ly Tâm mở to mắt nhìn hắn, khóe mắt còn đọng giọt lệ, từ người cô toát ra vẻ vừa mềm yếu vừa kiên cường. Tề Mặc bất giác nhíu mày. Hắn không có một chút thương xót với người đàn bà động vào hắn, phạm vào kỵ húy của hắn thì đáng chết. Sinh mạng tồn tại chỉ là vì tử vong, mạng hắn đáng giá vì bản thân hắn nỗ lực. Mạng sống người khác hắn coi bằng con kiến thì sao nào? Tề Mặc cất giọng đanh thép, dù có sai nhưng nếu có bản lĩnh thì sai cũng thành đúng, cô không phải chết. Cô không sai nhưng cô không có năng lực thì cũng thành sai, cô cũng đáng chết. Thế giới này chỉ công nhận kẻ mạnh không nhận kẻ yếu. Thế giới của tề mặc không có nên hay không nên mà chỉ có mạnh hay không mạnh. Từ nhỏ, hắn đã học được đạo lý, muốn tồn tại chỉ có thể dựa vào bản thân, không thể dựa vào người khác cũng không nên dựa vào người khác. Chưa đến 10 tuổi đầu hắn đã bắt đầu dễ dụa giữa ranh giới sống chết. Ở tuổi đó hắn đâu có đáng chết, chỉ là thế giới vô cùng tàn khốc. Nó không vì anh không đáng chết mà tha cho anh. Nếu anh không muốn chết, anh chỉ còn cách tự mình tranh thủ. Ly Tâm nheo mắt nhìn tề mặc. Trong đáy mắt hắn chỉ có tia lạnh lẽo và sát khí, không có hối hận, thương tiếc hay chút tình người. Ly Tâm đột nhiên hiểu ra, cá lớn nuốt cá bé chính là quy luật của hắc đạo, là tôn chỉ vô hình, là quy tắc bất biến từ xưa đến nay. Giới hắc đạo phức tạp, nguy hiểm nhưng cũng gần thế giới tự nhiên nhất. Ở đó không tồn tại sự thương hại hay đồng tình hoàn cảnh sống khác sẽ hình thành nhân sinh quan khác biệt ly tâm biết tề mặc không sai tuy nhiên quan điểm của tề mặc không phải có nghĩa là quan điểm của cô ly tâm biết cô không thể giải thích rõ với tề mặc anh có cách nghĩ của anh tôi có suy nghĩ của tôi tóm lại là trong quan niệm của tôi không làm sai thì không đáng chết tề mặc nhíu mày nhìn người phụ nữ trong lòng mặt vẫn tái mét vì đau đớn hắn ôm chặt thắt lưng cô giọng nói có vẻ dịu đi một chút, chỉ có lần này thôi. Ly Tâm vốn định tranh cãi với tề mặc đến cùng dù hôm nay có phải chết. Thấy tề mặc bỏ qua cho mình, cô nhìn tề mặc bằng ánh mắt ngờ vực. Hoàng ưng và lập hộ ngồi đằng trước kinh ngạc liếc nhau. Phụ nữ chạm vào người là đại kỵ húy của tề mặc. Vậy mà tề mặc dễ dàng tha cho ly tâm, chứng tỏ cô là một nhân vật đặc biệt. chương 44, lấy công chuộc tội. Tề Mặc đặt Ly Tâm ngồi bên cạnh hắn. Ly Tâm toàn thân đau nhức, gương mặt trắng bệch, cô tựa đầu vào vai Tề Mặc thở hổn hển. Tề Mặc lên tiếng, "Tội chết có thể miễn, nhưng tội sống khó tha. Chỉ vì một người đàn bà, cô suýt nữa làm hỏng kế hoạch của tôi. Tôi tuyệt đối không cho phép người của tôi phạm phải sai lầm như vậy." Mặc dù giọng nói hắn vô cùng nghiêm khắc, nhưng tay hắn nhẹ nhàng xoa bóp quanh vết thương trên ngực Ly Tâm. Nghe Tề Mặc nói vậy, Ly Tâm biết việc làm của cô ảnh hưởng đến kế hoạch của Tề Mặc, suýt nữa kéo hắn xuống bùn. Cô không nghĩ xa xôi như vậy, chỉ hành động theo quán tính. Ly Tâm cũng không ngờ chỉ vì đợi cô, Tề Mặc ra tay chậm 20 giây, cả đám mới lâm vào hoàn cảnh nguy hiểm, khiến Tề Mặc bị mất nhiều thuộc hạ trong cuộc đọ sức này. Nếu Tề Mặc không nói, Ly Tâm thật sự không hiểu rốt cuộc cô sai ở điểm nào hóa ra đây mới là sai lầm mà tề mặc bắt ly tâm nhìn nhận việc làm của cô gây hại cho hắn đây mới là then chốt sớm biết như vậy ly tâm đã không khai tuốt tuồn tuột cô bất giác nhíu mày chỉ trách bản thân không hiểu những chuyện giang hồ nên không nắm được tâm tư của tề mặc xem ra sau này cô cần chú ý hơn mới được ly tâm tựa người vào ngực tề mặc bàn tay vẫn còn run run lấy ra chiến lợi phẩm đưa đến trước mặt hắn Tôi tìm thấy cái này nên mới chậm chứ không hoàn toàn vì người phụ nữ đó. Tề mặc nhìn thấy hơi cao mày. Hắn lập tức rời bàn tay khỏi eo ly tâm cầm lên xem. Ánh mắt hắn càng trở nên lạnh lùng. Hắn quay sang hỏi ly tâm, cô tìm thấy ở đâu? Đám hồng ưng, hoàng ưng kinh ngạc khi nhìn vào thứ trong tay tề mặc. Cái vòng tròn họ chưa thấy bao giờ nhưng cái cúc áo họ từng gặp ở biển Anh Túc đó là vũ khí nguy hiểm mà máy dò tìm của họ cũng không phát giác. Ly Tâm lấy được nhiều như vậy, sức sát thương chắc chắn sẽ rất lớn. Thấy vẻ mặt tề mặc không còn tức giận mà âm trầm lạnh lùng, Ly Tâm hít một hơi rồi từ từ mở miệng. Tôi vào phòng giám sát camera để tìm hình ảnh có lợi cho anh. Nhìn thấy thứ này ở phòng tra tấn, tôi mới đến đó và đem hết đi. Tôi thật sự muốn giúp anh tìm chứng cứ. Nếu không phải vì chuyện đó, tôi cũng không làm mất thời gian. Câu nói của Ly Tâm có 8 phần thật hai phần giả, cô tin tề mặc không thể phát giác. Trên thực tế cũng vì lấy thứ công nghệ cao này, cô mới chậm mất 20 giây tề mặc dành cho cô. Tề mặc cất giọng lạnh như băng, lắm chuyện. Tôi làm việc còn cần sự giúp đỡ của cô. Nếu tôi không nắm chắc thì có thể làm gì? Vừa nói, hắn vừa đưa mấy cái cúc cho Hồng ưng rồi một tay ôm eo ly tâm một tay từ từ xoa bóp vết thương của ly tâm. Tuy ngữ khí của tề mặc vẫn còn nghiêm khắc nhưng vẻ mặt hắn không còn đáng sợ như trước, ly tâm thở phào nhẹ nhõm. Cô chề môi, không cần thì thôi. Ly tâm biết tề mặc đã dám động thủ, chắc chắn hắn đã có sách lược bảo đảm sự an toàn. Cô chỉ là tình cờ vớ được, thuận tay vớ được mà thôi. Đưa cho tôi xem. Tề mặc cau mày khi thấy ly tâm xoay đi xoay lại cổ tay tím bầm của mình ly tâm liền cầm cuộn băng đưa cho tề mặc cô nói bất mãn tôi thu được ở phòng giám sát đó lần này tội sống chắc cũng có thể được miễn rồi chứ cảm giác tề mặc không còn giận mình ly tâm lập tức cao giọng thương lượng về điểm này không thể không công nhận khả năng quan sát nét mặt quá xuất sắc của ly tâm tề mặc đưa cuộn băng cho lập hộ lập hộ liền cắm vào vô tuyến trước mặt hình ảnh hiện trên màn hình khiến mấy người đàn ông nhăn mặt quả nhiên là chiến lợi phẩm không tồi hoàng ưng vỗ tay cười lớn thế này càng có sức thuyết phục hơn lam bang lần này tôi sẽ bắt các người trả giá hồng ưng quay lại nhìn ly tâm gật đầu tốt lắm vụ này cô làm rất tốt nghe khẩu khí của mấy người đàn ông ly tâm lập tức hiểu ra đúng như cô đoán tề mặc muốn phản công lam bang tuy nhiên đây không phải là chuyện cô đáng bận tâm hiện tại cô chỉ quan tâm đến thái độ của tề mặc vết thương của cô còn chưa lành hẳn cô không muốn bị thương thêm tề mặc chăm chú nhìn ly tâm đáy mắt hắn ánh lên một tia vui mừng hiếm thấy vòng tay hắn càng ôm chặt ly tâm hắn điều chỉnh lại tư thế để cô dựa vào người hắn một cách dễ chịu tề mặc cất giọng trầm trầm lần này tôi sẽ bỏ qua coi như cô lấy công chuộc tội. Nhưng tuyệt đối không có lần sau. Đến lúc đó đừng trách tôi không cảnh cáo cô. Trong thế giới của tề mặc, đặc biệt là những nhà buôn vũ khí trong tay có thứ hủy diệt cả tòa nhà cao tầng như hắn, nhiều lúc thời gian chỉ sai lệch một giây cũng có thể tạo thành một kết quả khác. Nếu ly tâm không nghe lời hắn mà cứ thích tự ý hành động, cô sẽ dễ gặp nguy hiểm. Như hôm nay cô chậm mất 20 giây, không biết làm bao nhiêu người bỏ mạng. Lý Tâm thật sự không hiểu một mạng người quan trọng hay nhiều mạng sống quan trọng hơn. Lý Tâm tuy mắc sai lầm nhưng may mà cô lấy được vật phẩm nguy hiểm, coi như có thể cứu mạng của rất nhiều người. Do đó, Tề Mặc mới bỏ qua cho cô. Lý Tâm thở vào nhẹ nhõm. Chuyện tương lai để sau này hãng tính, bây giờ cô có thể vượt qua cửa ải này là tốt rồi. Nhưng mà mất công sức sông pha mạo hiểm cũng chỉ nhận được một câu không truy cứu từ Tề Mặc ly tâm liền nói ấm ức nhưng tôi đã bị trừng phạt rồi anh nên thưởng cho tôi đi chứ vừa nói cô vừa giơ tay ra trước tề mặc thấy tề mặc đanh mặt ly tâm vội lên tiếng được rồi tôi không cần thưởng nữa mọi người trầm mặc một lúc lập hộ chăm chú theo dõi hình ảnh ly tâm lấy được thấy người của tề mặc cũng xuất hiện trên đoạn băng lập hộ kinh ngạc quay sang ly tâm cô nhìn thấy sao Câu hỏi của lập hộ phá vỡ không khí yên tĩnh. Tề Mặc và Hồng Ưng đều đưa mắt về phía Ly Tâm. Ly Tâm cúi thấp đầu, cất giọng khinh thường, "Các anh muốn xâm nhập hệ thống thì ít nhất cũng phải chọn người giỏi giỏi một chút. Bị tôi dễ dàng phản kích như vậy, nói ra quả thật mất mặt các anh quá." Mọi người lại trầm mặc trong giây lát. Một lúc sau, Hồng Ưng quay gương mặt khó coi sang lập hộ, "Chú cần nâng cao kỹ thuật rồi." Hoàng ưng huyết sáo tán thưởng ly tâm, cao thủ. Hồng ưng, Hoàng ưng, đến lập hộ đang lái xe cũng nhìn ly tâm qua gương chiếu hậu. Ánh mắt họ lóe lên một tia hứng thú, khiến ly tâm lạnh bút sống lưng. Cô lập tức cúi thấp đầu vùi vào ngực tề mặc, tôi chỉ biết một chút thôi. Đừng trông chờ ở tôi. mươi 45, rời khỏi Đông Nam Á. Tề mặc cúi đầu nhìn người phụ nữ trong lòng, ly tâm rúc vào ngực hắn không khác gì con chim nhỏ cô nàng tưởng trốn tránh là hết chuyện tề mặc bất giác nhếch môi bàn tay hắn lại xoa nhẹ lên vết thương trên ngực ly tâm lúc nãy do quá phẫn nộ hắn quên cả chuyện nên nhẹ tay một chút với ly tâm tề mặc ra tay mạnh đến nỗi ly tâm đau đớn mặt mũi tái mét nước mắt lương tròng tề mặc vừa trải qua một cơn giận dữ không thể nói ra lời kể từ khi ngồi lên ghế lão đại của tề ra tâm trạng vui buồn dường như biến mất khỏi con người tề mặc hắn học được cách khống chế bản thân hơn nữa cũng chẳng có điều gì khiến hắn cảm thấy vui buồn hay phẫn nộ. Nhưng vừa rồi, việc ly tâm nói dối khiến tề mặc thật sự tức giận. Vì vậy, hắn không thể khống chế trạng thái của mình. Tề mặc hơi nhân mặt, lâu rồi hắn mới có cảm xúc đó. Được tề mặc xoa bóp một lúc, vết thương trên ngực ly tâm không còn đau như trước. Cô than thầm trong lòng, sớm biết vậy cô không bộc lộ tài năng của mình, sửa lại đoạn băng rồi mới đưa cho bọn họ. Không biết tề mặc sẽ bắt cô làm gì nữa cô có tài trông chìa, hắn bắt cô mở khóa, cô biết đua xe, bị ép làm tài xế của hắn. Bây giờ tề mặc biết cô giỏi máy tính, hắn sẽ bắt cô làm gián điệp cũng không biết chừng. Ly Tâm chỉ nhìn thấy một tương lai tăm tối đang chờ đón cô. Không khí tiếp tục trầm lặng, trong không gian chật hẹp trên chiếc xe ô tô thỉnh thoảng vang lên tiếng gọi điện thoại, ra lệnh này nọ. Mấy người đàn ông vẫn giữ nguyên bộ mặt lạnh lùng. Thấy đám đàn ông không còn chú ý đến mình, Ly Tâm liền ngừng đầu cô nghe hồng ưng ra lệnh qua điện thoại toàn những câu tanh mùi máu như tiêu diệt giết hết nuốt trọn tề mặc không nói một lời nào giống như chuyện còn con này không cần hắn phải ra mặt ly tâm hơi động đậy người vết thương đã hết đau tề mặc vẫn tiếp tục vuốt phe ngực cô hồng ưng ngồi bên cạnh quay đi chỗ khác vờ như không nhìn thấy ly tâm bất giác đỏ bừng mặt cô giữ chặt tay tề mặc nói khẽ không đau nữa tề mặc nhíu mày ngồi yên hắn không thèm để ý đến sự kháng cự của ly tâm, tiếp tục xoa bóp ngực cô. Tình trạng vết thương của cô hắn hiểu rõ hơn ai hết. Giai đoạn sau khi bị thương còn đau hơn lúc trúng đạn, hắn có không ít kinh nghiệm trong vụ này. Ly tâm nghiến răng, giờ cả hai tay nắm tay tề mặc, vậy anh đổi chỗ cho tôi, lưng tôi đau. Bị tề mặc giữ chặt hồi lâu, lưng cô vừa nhức vừa mỏi. Tề mặc hừng một tiếng rồi bế ly tâm đặt sang bên cửa xe, còn hắn ngồi vào giữa ly tâm và hồng ưng. Ly Tâm liền thở phào nhẹ nhõm. Bàn tay xoa bóp của tề mặc không mang theo bất cứ tình cảm nào mà chỉ đơn thuần là mát xa, do đó Ly Tâm không cảm thấy ngại ngùng. Nhiều lúc thói quen là một điều đáng sợ. Nhìn cảnh vật bên ngoài, Ly Tâm đột nhiên sững người, chúng ta đi đâu đây? Sân bay, tề mặc trả lời lạnh nhạt. Ly Tâm tỏ ra mừng rỡ, chúng ta quay về bây giờ, không cần ở lại nơi quái quỷ này nữa. Nghĩ đến chuyện có thể trở về nước Mỹ, Ly Tâm thấy phấn chấn hẳn lên tùy tâm có nhiều khả năng đang ở Mỹ, cô gặp người cộng sự lần cuối ở nơi đó mà. Quay về Mỹ, cô sẽ có nhiều cơ hội hơn ở nơi súng đạn nguy hiểm này. Nhìn gương mặt rạng rỡ của ly tâm, tề mặc cất giọng đều đều như cũ, tôi không có nhiều thời gian. Lần này tôi đích thân đến, coi như nề mặt Đông Nam Á lắm rồi, quá lãng phí thời gian của tôi. Nghe tề mặc nói vậy, ly tâm liếc xéo hắn, địa bàn lớn thế anh còn kêu tốn thời gian của anh. Đúng là lão đại có khác. Tề mặc vỗ nhẹ lên đầu ly tâm, ở mảnh đất này nếu buôn bán ma túy thì còn tạm tạm, làm thứ khác cũng chẳng làm lớn được, tôi không để vào mắt. Ly tâm nhăn mặt, thế thì tại sao anh lại muốn đoạt lấy địa bàn này? Tề mặc cất giọng lạnh lùng, nó vô dụng ở trong tay tôi, nhưng không có nghĩa cũng vô dụng trong tay kẻ khác. Đối với tôi nó là cục sắt gì, nhưng đối với một số người nó lại là kim cương. Thứ như vậy để trong tay tôi vẫn tốt hơn, không cần tốn công sức cũng có thể khống chế mạch máu của người khác ly tâm nghe nói vậy liền bĩu môi chuyện này quả thực nằm ngoài sự tưởng tượng của cô nhìn bộ dạng tề mặc ly tâm đột nhiên cảm thấy cô lựa chọn cuộc sống trước đây là hoàn toàn sáng suốt muốn làm gì thì làm muốn đi đâu thì đi tự do tự tại không cần bận tâm đến đua tranh địa bàn kẻ thù chỉ cần tìm ra tùy tâm cô sẽ bỏ trốn đi thật xa dù chui rúc ở châu phi cũng an toàn hơn ở bên cạnh tề mặc. Người này tàn ác quá, hủy hoại bao gia tộc, bao thế lực chỉ là vì một mục đích khống chế thế lực có khả năng uy hiếp đến mình. Ly tâm càng hạ quyết tâm rời xa tề mặc, còn ở bên cạnh hắn, cô sẽ đi đến sự hủy diệt lúc nào không hay. Không cần nghĩ, cả đời này nếu cô không theo tôi thì chỉ còn con đường đi theo Diêm Vương. Một giọng nói lạnh lùng không có bất cứ cảm xúc nào vang lên bên tai ly tâm. Nghe kỹ có thể thấy mùi nguy hiểm trong đó. Lý Tâm giật bắn mình, cô tự tin bản thân tuyệt đối không để lộ suy nghĩ trên nét mặt. Ra đời bao nhiêu năm nay, Lý Tâm học được cách không để người khác nhìn ra suy nghĩ của mình. Tại sao Tề Mặc lại nói câu đó? Lý Tâm ngẩng đầu nhìn vào mắt hắn, Tề Lão Đại, tôi không có ý gì khác. Tề Mặc đưa tay nhấc cầm Lý Tâm, trò của cô không có tác dụng với tôi. Nếu tôi còn không nhìn ra, không biết chết bao lần từ đời nào rồi. Lý Tâm cảm thấy toát mồ hôi lạnh tên tề mặc này rốt cuộc là người hay là thần thánh. Ly tâm than thầm trong lòng. Tề mặc nhếch mép nở nụ cười lạnh lẽo, tay vuốt nhẹ lên lưng ly tâm, nói từng chữ rành giọt, hãy nhớ, đừng lừa dối tôi, đừng dở trò với tôi. Bằng không, người chịu thiệt chỉ là cô mà thôi. Ly tâm bất giác cúi đầu, tề mặc qua bá đảo, nhưng cũng phải nói là cô thể hiện quá rõ ý đồ của mình. Trước sau gì cô cũng sẽ cứu người và ra đi, cô còn nhiều thời gian, Hắn cứ trông mắt chờ xem. Cho nổ tung là được rồi, điều hết người ở biệt thự về châu Âu, các chú cần làm gì thì ra tay nhanh lên." Nghe giọng nói lạnh lùng của Hồng Ưng, Ly Tâm hơi giật mình. Cô ngẩng đầu đối diện với đôi mắt lạnh lẽo của Tề Mặc. Ngồi biệt thự xa hoa như vậy mà nói hủy là hủy, quá lãng phí, quá thủ đoạn. Đây chắc là thủ đoạn mà Tề Mặc nhắc đến, tuy Ly Tâm không rõ nó có tác dụng gì. phần này đến đây là hết mời các bạn theo dõi tiếp các video khác trên kênh nếu các bạn yêu thích kênh hãy nhấn theo dõi nhé cảm ơn các bạn